Rồi, bây giờ anh em xem lại tình huống này. Tôi không hình dung được là vì sao mà ông xe con kia, ông ấy có thể, ông ấy có một cái suy nghĩ để đánh lái vào đây. Hai anh xe container, anh xe bồn này thì phanh cháy bánh, cháy lốp luôn, bốc khói mù mịt luôn. Mà không hiểu rằng là ông ấy đi đứng kiểu gì luôn. Thề với anh em là tôi cũng không hiểu là ra đường là các bố ấy đi đứng kiểu gì mà có thể đi được như vậy. Thua thật sự luôn. Không đảm bảo về khoảng cách, không đảm bảo về tất cả các yếu tố an toàn, mà anh ấy vẫn bật xi nhan vào đây này, này cố để rúc vào cái khe hẹp, và nó hẹp như thế này rồi mà vẫn cố mà rúc vào được, thì tôi cũng đến đến lạy luôn. Thực sự với anh em để lại comment ở phía dưới để xem này, đánh giá về cái tình huống này giúp tôi nhé, chứ tôi thì tôi cũng không thể nào mà hiểu được cái ý định của anh ta như thế nào luôn anh em ạ. Thật sự khó hiểu luôn. Vì vậy anh em đi ra đường ấy, hãy cố gắng đảm bảo an toàn trước khi muốn vượt hay muốn tránh một cái vật, tránh xe nào đó, thì chúng ta phải đảm bảo an toàn. Chứ đi như thế này thì sợ lắm các anh ạ. Thật khó hiểu, thật khó hiểu anh em ạ.